Mỹ đánh giá cao quyết định tăng sản lượng của OPEC Cộng. Cổ phiếu Grab giảm 21% trong phiên trào sàn ở Mỹ. Rủi ro với hoạt động mua trước trả sau. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chính có cho bản tin ngày hôm nay và quý vị đang theo dõi Kinh tế 24 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát vừa thông qua dự luật chi tiêu cho chính phủ đến giữa tháng 2, ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa sau khi Hạ viện thông qua dự luật. Dự luật được thông qua với 69 phiếu thuận, 28 phiếu chống, giúp cho chính phủ Mỹ có đủ nguồn ngân sách hoạt động cho đến ngày 18 tháng 2, đồng thời cho phép Tổng thống Mỹ Joe Biden có thêm thời gian để ký dự luật trước khi ngân sách chính phủ Mỹ cạn kiệt vào nửa đêm ngày 4 tháng 12. Ước tính là vào ngày 15 tháng 12 thì chính phủ liên bang Mỹ sẽ chạm đến giới hạn trần nợ là 28,9 nghìn tỷ đô la. Nếu không gia hạn hoặc là nâng giới hạn kịp thời thì có thể gây ra nhiều hậu quả xấu về kinh tế. Thưa quý vị, Nhà Trắng cho biết Mỹ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng các đối tác hay còn gọi là OPEC cộng trong những tuần gần đây và đánh giá cao quyết định tăng sản lượng dầu thô vừa đạt được. Nhà Trắng hoan nghênh quyết định tiếp tục tăng sản lượng 400.000 thùng một ngày của OPEC Cộng, đồng thời là tin rằng điều này sẽ giúp tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Quyết định tăng sản lượng của OPEC Cộng đã làm lưu mờ những ý kiến cho rằng tổ chức này sẽ hạn chế nguồn cung do quan ngại về biến thể Omicron và việc Mỹ mở kho dầu dự trữ chiến lược. Thưa quý vị, tỷ phú Nga Alisa Ufmanov đã bán cổ phần của mình trong tập đoàn truyền thông sở hữu mạng xã hội lớn nhất Vkontakte hay là VK của nga cho một công ty do tập đoàn năng lượng Gazprom kiểm soát. Công ty bảo hiểm Sogaz mà Gazprom là cổ đông lớn nhất đã mua 45% cổ phần của doanh nghiệp nằm ở cổ phần kiểm soát của VK. VK được xem như là Facebook của nga sở hữu nền tảng 97 triệu người dùng. Cổ phiếu Grab. Công ty taxi công nghệ và giao hàng lớn nhất Đông Nam Á giảm chóng mặt trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi ra mắt công chúng tại Mỹ. Đến hiện tại thì Grab vẫn cần phải chứng minh với nhà đầu tư về khả năng đạt lợi nhuận, nhất là trong bối cảnh sự nổi lên của biến thể Omicron. Hồi tháng 9 thì Grab phải cắt giảm dự báo doanh thu năm 2021 khi biến chủng Delta hoành hành mạnh ở Đông Nam Á. Theo đó thì Grab dự báo doanh thu dòng cả năm đạt khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ từ mức 2,3 tỷ đô la Mỹ đưa ra vào hồi tháng 4. Tháng 11 vừa qua thì Grab cho biết công ty lỗ dòng 988 triệu đô la Mỹ trong quý 3. Thưa quý vị, khái niệm trả góp vốn đã quen thuộc với lĩnh vực thương mại điện tử tại Mỹ. Song những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy sự phát triển của mô hình dịch vụ mới, đó là mua trước trả sau. Mua trước trả sau là hình thức cho phép khách hàng mua sắm ngay lập tức, sau đó là thanh toán dần bằng các khoản được chia nhỏ trong một khoảng thời gian. Những khoản nhỏ này thì sẽ được tính vào thẻ ghi nợ hoặc là thẻ tín dụng của khách hàng cho đến khi giao dịch mua hàng được thanh toán đầy đủ. Afterpay, Klarna và Sezzle là những cái tên nổi bật trong lĩnh vực khởi nghiệp với dịch vụ mua trước trả sau. Trong đó, các công ty hỗ trợ khách mua hàng 4 kỳ trả góp mà không phát sinh thêm phí hoặc lãi suất nếu như trả đúng hạn. Tiêu chuẩn đăng ký dịch vụ mua trước trả sau cũng khá thoáng. Các công ty này chỉ yêu cầu khách hàng đủ 18 tuổi và sở hữu thẻ ngân hàng. Dịch vụ này hữu ích với các khách hàng chưa đủ tiêu chuẩn sử dụng thẻ tín dụng như người chưa có việc làm ổn định hay người mới nhập cư. Nếu bạn mua sắm trên mạng, bạn không có thẻ tín dụng, cũng không có lịch sử tín dụng tốt, bạn vẫn có thể đăng ký mua trước trả sau chỉ bằng vài chú click chuột. Khoản tiêu dùng của bạn sẽ được chia nhỏ ra thành nhiều kỳ để bạn có thể xoay sở được. Nghiên cứu của Viện McKinsey cho thấy các giải pháp thanh toán này đã chiếm 6% các khoản cho vay không được bảo đảm tại Mỹ, tăng lên 9% vào năm 2020 và dự kiến đạt 13% vào năm 2023 ở Thụy Điển dịch vụ này chiếm 23% các khoản chi tiêu, ở Đức là 19% và ở Anh là 5%. Trong 12 tháng qua, khoảng 10 triệu người dân Anh đã ít nhất một lần sử dụng dịch vụ mua trước trả sau. 20.000 doanh nghiệp ở Anh hiện đã áp dụng mô hình này. Thành công liên tiếp của các công ty mua trước trả sau đã khiến cho các nhà lập pháp phải lưu tâm. Họ đang xem xét và thắt chặt quy định đối với ngành này. Nhiều ý kiến cho rằng các nhà cung cấp dịch vụ mua trước trả sau được phân loại là các công ty công nghệ tài chính cần phải chịu nhiều quy định nghiêm ngặt hơn và phải chịu quản lý như các ngân hàng. Mô hình dịch vụ mua trước trả sau về cơ bản không khác gì với tín dụng truyền thống, mô hình thanh toán nào cũng cần đi kèm luật bảo vệ tiêu dùng cơ bản đối với tín dụng để bảo đảm giao dịch có giá cả phải chăng, mang tính trách nhiệm, minh bạch và công bằng. Tiếp cận xu hướng mới thì các nhà bán lẻ lớn nhất như là Amazon, Walmart và Target cũng đang áp dụng cách thanh toán này một cách triệt để. Tuy nhiên, giới chuyên gia tài chính thì lại lo lắng và đưa ra cảnh báo là hình thức chi tiêu này có thể là nguyên nhân dẫn đến bộ chi, mang đến cho khách hàng phí trả chậm, rủi ro lãi suất và hệ lụy xấu về điểm tín dụng. Chưa kể đến là những tác động tiêu cực đến hệ thống tín dụng và xã hội. Theo khảo sát của Credit Karma vào tháng 10 năm nay, cứ 3 người Mỹ thì sẽ có một người mắc nợ sau một lễ hội mua sắm lớn. Người Mỹ có xu hướng tiêu điên cuồng trong những dịp như Black Friday. Nhưng hãy đừng bị cuốn vào vòng xoáy tiêu dùng đó. Nếu bạn phải vay nợ trong 24 tháng để mua một chiếc iPhone 13, thì đừng mua nó. Nếu bạn phải dùng tín dụng để đi mua quần áo, thì hãy mua quần áo loại rẻ hơn. Thay vì mua ngay bây giờ, trả sau, thì hãy tiết kiệm bây giờ và mua sau. Mua trước trả sau thu hút người tiêu dùng vì được mua đồ không lãi suất. Nhưng hãy thật tỉnh táo vì để đảm bảo không có lãi suất và không mất phí, người tiêu dùng phải thanh toán đúng hạn và đầy đủ. Thay vì tính lãi khoản trả góp của khách hàng, các công ty mua trước trả sau sẽ tính tiền hoa hồng trên doanh thu của người bán hàng. Mỗi đơn hàng mua trước trả sau có thể được tính hoa hồng 2% đến 8% trên doanh thu. Ngoài ra, nếu người dùng thanh toán trễ hạn, phí phạt trễ hạn cũng là phần đóng góp và doanh thu không nhỏ cho các công ty này. Đa phần người dùng của các dịch vụ mua trước trả sau là người trẻ và người thu nhập thấp. Và theo một khảo sát, hơn một nửa số người tiêu dùng trẻ tuổi đã ít nhất một lần không thanh toán đúng hạn. Với những người sinh sau năm 1996 thì con số này là ít nhất hai lần. Các chuyên gia tài chính cá nhân nhắc nhở người tiêu dùng về câu chuyện ở Hàn Quốc khoảng hai thập kỷ trước khi các ngân hàng phát hành thẻ tiến dụng cho hầu hết mọi người vô điều kiện, kể cả thanh thiếu niên. Từ đó, rất nhiều người Hàn Quốc đã chi tiêu quá mức và trở thành vỡ nợ. Còn ở những nước chưa có quy định chặt chẽ, một số tổ chức tín dụng đen có thể núp bóng các công ty tài chính công nghệ để cho vay lãi suất cao và vô tội vạ. Từ đó bắt ép khách hàng phải trả nợ cho mình. Thưa quý vị, quy định về mua trước trả tiền sau thì ngày càng chặt chẽ ở các quốc gia đã khiến cho các công ty tài chính trở nên khắt khe hơn với các yêu cầu cho vay theo dạng này. Cũng giống như là thẻ tín dụng, mua trước trả sau thì hoàn toàn có thể trở thành một con dốc trơn trượt nếu như người tiêu dùng lạm dụng nó, chi tiêu quá mức, trả chậm và phụ thuộc quá nhiều vào nó. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng biết lập kế hoạch và có trách nhiệm với tài chính của mình thì cách thanh toán này sẽ là một công cụ hữu ích. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình kinh tế 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.